Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị, em là Tiến. Thì hôm nay em về xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay và giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một miếng đất vườn với diện tích là 817 m² nha cô chú anh chị. Đất rất là đẹp luôn, nằm trên mặt tiền đường ô tô đi thoải mái nè. Là giá chủ đang bán chỉ có 1.200.000.000 thôi. Thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn nha cô chú anh chị ơi. 817 m² đường ô tô nè. Thì nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm đất vườn để xây nhà ở làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì cô chú anh chị mình cũng có thể quan tâm đến cái video này nha. Thì cái hướng này nè cô chú anh chị, mình di chuyển khoảng tầm 1,5 cây số là mình sẽ ra tới đường tỉnh lộ 864 nha cô chú anh chị. Mình quẹo trái là mình sẽ đi về hướng Mỹ Tho, cầu Rạch Miễu nè, còn mình quẹo phải là mình sẽ đi về hướng Cây Lậy, mình đi cái bè Mỹ Thận ha cô chú anh chị ơi. Khu vực này là dân cư rất là đông luôn. Đa phần là nhà vườn của hàng xóm nè, có hệ thống đèn đường chiếu sáng của nhà nước luôn nha cô chú anh chị. Đó. Và cái hướng này nè, mình đi khoảng tầm 1,5 cây số là mình sẽ ra tới Ủy ban nhân dân của xã Kim Sơn nè, chợ nè, cũng là ra tới đường tỉnh lộ 864 luôn nha, một tiếng đường thông luôn cô chú anh chị ơi. Thì quay lại miếng đất vườn của mình với tổng diện tích là 817 m², trong đó mặt tiền chiều ngang của mình á sẽ được tính từ cái chỗ cái vị trí hàng rào này nè. Mình đo ngang qua tới đây là 18 m nha. Chiều dài một cạnh bên đây nè cô chú anh chị là khoảng 31, một cạnh còn lại là khoảng tầm 30, hậu của mình là 24 m ha. Đất của mình thì nó giống như hình cây quạt vậy đó. Thì cô chú anh chị mình kết bạn Zalo với em sẽ gửi cái hình sổ cho cô chú anh chị mình dễ tham khảo hơn ha. Trên đất thì đang trồng sa bu chê với lại bưởi nè. Cô chú anh chị mình nhìn trái nè, rất là sai luôn. Thì đất của mình một mặt tiền sẽ quay về hướng nam, một mặt tiền sẽ quay về hướng đông. Tại do là nó nằm theo con cái con đường đó cô chú anh chị, nó eo một cái vòng cung ha. Vị trí này là đất nước ngọt quanh năm này, vào đây cũng là một con đường thông luôn ha. Đó, mình tính từ ngay cho cái vị trí cái bức tường rào này nè cô chú anh chị, mình đo ngang qua bên đó tới đây là 18 m ha. Một cạnh bên đây nè là 31, theo cái dòng cung bên đó là 30 nha. Trên đất thì trồng một số loại cây trái, em thấy là có bưởi nè, sa bu chê. Đó, đất nước ngọt trồng cây rất là tươi tốt luôn cô chú anh chị ơi. Ở khu vực này mà về xây nhà ở làm nhà vườn là tuyệt vời luôn. Trên đất em thấy là có một cái chòi để mà giữ vườn nè. Chòi to nhỏ thôi nha cô chú anh chị. Đường ô tô mà giá chỉ có 1.200.000.000 cho một miếng đất vườn, quá đẹp luôn cô chú anh chị. Đây xung quanh thì cũng đã có lưới B40 ha cô chú anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng luôn nha. Sổ hồng pháp lý là sổ hồng sẵn nha cô chú anh chị, muốn công chứng lúc nào cũng đều được luôn. Trên đất sạch đẹp cao ráo nè, không có mồ mả. Em thấy xung quanh cũng không có mồ mả luôn. Đất của mình thì em thấy là nó như thế này nè cô chú anh chị. Nó sẽ dòng theo một cái con đường ha. Đó, nó nằm theo cái con đường dòng vậy nè. Thì cái hướng này là hướng nam nè cô chú anh chị. Còn cái hướng này là hướng... hướng này hướng nam. Hướng này là hướng đông nha cô chú anh chị. Thì từ vị trí này mà cô chú anh chị mình muốn di chuyển vào chợ Vĩnh Kim á, thì đâu đó mình đi khoảng tầm là 3 cây số nha cô chú anh chị. Rất là gần luôn ha. Còn từ bến xe miền Tây Sài Gòn cô chú anh chị mình về đây khoảng tầm là 75 cây số. Xung quanh thì dân cư hiện hữu nè, điện nước wifi có đầy đủ nha. Đất nước ngọt quanh năm. Trồng cây rất là tươi tốt luôn, vị trí rất là thích hợp để cô chú anh chị mình về đây mình xây nhà ở làm nhà vườn nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. 817 m², trong đó là có 817 m², chủ đang bán chỉ có là 1.200.000.000 thôi nha cô chú anh chị. Giá cả thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Thì cô chú anh chị mình có quan tâm đến miếng đất này nè, hãy gọi ngay cho em số điện thoại bên dưới màn hình để mình đi xem đất, mình gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng luôn nha. Đã rồi thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã xem hết video này của em ạ.